Tướng quân Ryudo đã trở thành tướng quân Hyper Mega Ryudo, bản nâng cấp thứ hai của hắn với lớp bọc của Robo Sigma và cái khoang ở tay. Sức mạnh lập tức tăng lên 242 tỷ điểm. Hắn chẳng sợ gì Goku, dù cho cậu ta mạnh hơn hắn một chút. Tỷ hóa kim loại của hắn cũng vừa mạnh vừa nhanh, chỉ cần chúng thôi đã có thể khiến cả khu rừng hóa kim loại chứ không chỉ là một cây như trước. Trời, xàm. Goku cùng đòn Kame của cậu ta cũng nhanh không kém, cả hai đòn kia chạm nhau nổ tanh bành. Đòn Kame của Goku nhanh đấy, nhưng mũi đòn khoanh tay khổng lồ của Ryudo còn lợi hại hơn, dí cậu bay xa một khúc dài. Goku giận quá chưởng Kame liên tục vào mồm ông này. Chà, Ryudo cũng nhanh tay đó, hắn có thể tạo ra một cái khiên bá đạo, chống được gần hết mọi sát thương gây ra từ chưởng lực của Goku. Nhưng chống được thôi chứ không phải là toàn bộ đâu bạn. Goku tranh thủ nhồi vô số đòn ki vào đó, khiến lực chiến tăng lên gần 400 tỷ điểm, khiến mọi lớp giáp của Ryudo vỡ tan. Hắn còn mất đi một ít sức mạnh căn bản của mình, chỉ còn 3 tỷ 6 điểm mà thôi. Chà, trong mặt hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Chắc hẳn vẫn còn giấu hàng phía sau lưng rồi.